Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Sự thật giữa khóc giữa cười cạnh bế kiểu công chúa trên phim, Triệu Lệ Dĩnh suýt sấp mặt vì Lâm Canh Tân. Hậu trường những cảnh anh hùng bế mỹ nhân trên phim Hoa Ngữ khiến fan giữa khóc giữa cười. Cảnh anh hùng bế mỹ nhân trên phim luôn khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Mặc dù vậy, ít ai biết hậu trường sau những phân đoạn lãng mạn đó là những tình huống ngại ngùng và vô cùng hài hước. Trong mộng hồi, Tân Vân Lai từng không thể bế nổi bạn diện Lý Lan Địch nên buộc ekip phải chuẩn bị đạo cụ để hỗ trợ. Khi nhìn thấy tấm ảnh hậu trường này, nhiều fan phải bật ngửa vì hóa ra cảnh quay không hề lãng mạn như trên phim. Người hâm mộ chỉ nhìn thấy thôi cũng thấy vất vả và mệt mỏi thay cho Trần Vị Đình vì phải bế Tần Hải Lộ. Trong cách nam diễn viên thả bạn diện xuống để lấy đà rồi lại nhấc lên khiến mọi người xung quanh không khỏi bật cười, gương mặt của Trần Vị Đình cũng bày ra biểu cảm đầy bất lực. Ngoài Trần Vị Đình và Tân Vân Lai, Lâm Canh Tân cũng từng có khoảnh khắc xấu hổ tới cực điểm khi không bế nổi bản diện. Triệu Lệ Dĩnh vốn nổi tiếng là người có thân hình mạnh mai, nhưng Lâm Canh Tân vẫn không thể bế nổi nàng Tiểu Hoa. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, đến nỗi suýt làm ngã Triệu Lệ Dĩnh, nam diễn viên quyết định bỏ cuộc. Mặc dù chưa lên sóng nhưng fan đã có được những cảnh hậu trường đắt giá của Trường Nguyệt Tận Minh. Vì không thể bế được Bạch Lộc nên La Vân Hy buộc phải dùng đến sự trợ giúp của ekip. Nhìn gương mặt khổ sở của nam diễn viên khiến Bạch Lộc cũng chỉ biết cười trong ái ngại. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.